Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mac Daily hàng ngày của Mac Channel. Trong bản tin ngày hôm nay, Thảo Linh sẽ giúp cho các bạn điểm mặt chỉ tên những ông lớn liên quan đến các tin tức hot nhất, với sự mở đầu vẫn là cạnh tranh giữa Samsung và Apple khi liên quan trực tiếp tới Galaxy Note 8 trừ già đã thua sắp mặt với iPhone 7 Plus. Vâng, hôm nay tại Mac Mobile, các bạn sinh viên sẽ chứng kiến một chương trình khuyến mại hoàn toàn mới. Chỉ cần mang thẻ sinh viên hoặc giấy báo trúng tuyển đại học đến Mac Mobile mua hàng, các bạn sẽ được giảm trực tiếp vào hóa đơn mua hàng. Cụ thể, mua Xiaomi giảm ngay 100.000 đồng, mua iPhone giảm ngay 200.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Dù phải tuần sau mới ra mắt, như Galaxy Note 8 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ thị trường, nhất là về hiệu năng của sản phẩm. Một chiếc Galaxy Note 8 bản thử nghiệm mới đây đã lộ diện trên cơ sở dữ liệu đánh giá AnTuTu với mẫu chip được tích hợp là Snapdragon 835, tức là bản dành cho thị trường Mỹ. Theo đó, thông số trên AnTuTu cho thấy Galaxy Note 8 có độ phân giải màn hình mặc định Full HD 1080x2220 pixel, nhưng người dùng có thể chuyển sang Quad HD 1440x2960 nếu muốn. Với cấu hình này, Galaxy Note 8 đạt điểm hiệu năng 179.000, thấp hơn một chút so với mức 181.807 của iPhone 7 Plus. Đầu năm nay, Galaxy S8 đã đánh bại smartphone của Apple khi thiết lập điểm số kỷ lục 205.000 trên AnTuTu. Tuy vậy, cũng cần biết rằng điểm số chỉ mang tính tham khảo và không phản ánh hết khả năng của mỗi chiếc điện thoại. Galaxy S8 và Galaxy Note 8 sử dụng chung chip 10 nanomet tốt nhất hiện nay, trong khi đó Apple chỉ công bố iPhone 7 và iPhone 7S. Dòng Galaxy Note kể từ mẫu Note 7 đã bị mang tiếng xấu khá là tai hại là dễ cháy nổ, và có vẻ như vận đen vẫn còn ám ảnh Samsung khi mới đây công ty Hàn Quốc vừa công bố về việc phải thu hồi khẩn cấp pin của khoảng 10.000 mẫu Galaxy Note 4 khi nhận được các báo cáo pin của thiết bị trở nên quá nóng và có thể dẫn đến hỏa hoạn. Tuy nhiên, lần này lỗi không hoàn toàn thuộc về phía Samsung, bởi các mẫu Galaxy Note 4 được ghi nhận chỉ bao gồm các máy đã tân trang thông qua chương trình thu hồi đổi mới của nhà mạng AT&T và hãng vận chuyển FedEx Supply Chain. Các mẫu Note 4 này cũng được ghi nhận tình trạng pin hiển thị sai dung lượng và các biểu hiện bất thường dẫn đến tình trạng quá nóng. Tuy nhiên, thì may mắn là chiếc Galaxy Note 4 có pin có thể thay thế được, nên việc đổi mới pin cho các chủ sở hữu này là tương đối dễ dàng. Hầu hết các thiết bị điện thoại ghi nhận lỗi pin ảo này được phân phối trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12 năm 2016 cho đến tháng 4 năm 2017. Hiện tại chưa có trường hợp ghi nhận thiệt hại về người hay tài sản liên quan đến tai nạn pin của chiếc Galaxy Note 4. Như vậy, sau nhiều tin đồn thổi lẫn thông số kỹ thuật cũng như hình ảnh được rò rỉ, thì trong một sự kiện ngay đêm hôm qua, HMD Global và Nokia đã chính thức giới thiệu chiếc flagship đầu tiên chạy Android mang thương hiệu Phần Lan. Các thông tin về mẫu Nokia 8 đều hoàn toàn trùng khớp với các tin đồn trước đó. Tuy nhiên, thì thiết bị vẫn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với việc được tích hợp khả năng ghi âm 360 độ độc quyền của Nokia Technology mang tên là Ozo Audio, giúp mang đến trải nghiệm âm thanh thực tế nhất chưa từng thấy trên bất kỳ mẫu điện thoại nào trước đây. Bên cạnh đó, Nokia 8 cũng là chiếc điện thoại có camera mạnh mẽ với thế hệ ống kính kép ca dài, chữ danh đã từng làm nên tên tuổi của những mẫu điện thoại Nokia cao cấp trước đây. Các thông số kỹ thuật của thiết bị cũng thuộc hàng đầu bảng năm 2017 với màn hình Quad HD, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, vi xử lý Snapdragon 835. Nokia 8 sẽ được bán ra chính thức với mức giá là 599 euro, tức là khoảng gần 14 triệu đồng tại thị trường châu Âu, và có thể rẻ hơn kha khá khi được bán ra tại nước ta. Vậy là sau bao tháng ngày chờ đợi, Nokia cuối cùng cũng đã tung ra sản phẩm của mình để làm hài lòng các fan hâm mộ. Và thông tin đó cũng đã khép lại bản tin daily của chúng ta ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ.